Săn ngay thẻ quà cool, nhận bảo bối siêu cool. Farm sẽ đánh bại ngay cả những đội top 10 và vươn lên thắng cuộc. Chớp chớp, Ajin, siêu lì, cố lên. Nhóm cool siêu Farm lại vượt qua một đối thủ nữa rồi. Giảm tốc, ngăn bọn chúng lại. Các bạn cẩn thận, bọn họ có gì đó lạ lắm. Xem đây. Các bạn còn nhớ đoạn đường đất trơn trượt tới nhà mình không? Hả? Đương nhiên là nhớ rồi. Hạ thấp trọng tâm. Sao? Lên. Hả? Nhóm thí sinh top đầu của Cool Olympic đã xuất hiện. Chặng đường về đích đang ở ngay trước mắt rồi. Có lẽ sẽ không có bất ngờ xảy ra với đội Cool siêu phàm nữa. Ồ, họ đây rồi. Tại sao họ còn sung sức đến như vậy? Chớp chớp, Ajin. Chị siêu ly, mọi người cố lên. Hả? Hả? Tiếp tục chạy đi, hãy mang chiến thắng về cho mình. Ngươi còn định làm gì vậy hả? Định xấu xa này, mau dừng tay lại. Mau trói hắn lại, đừng để hắn làm hại các thí sinh nữa. Tăng ngay thẻ quà cool, nhận bảo bối siêu cool.